Để cho các bạn thấy là những cái cây cà chua này nó really strong, cái hồng lớn, nó rất là mạnh. cái hồng lớn mình có thể cho đến 1,5 thì đã trái. Bây giờ là những cái cây đậu này nó lên này, các bạn thấy những cái đậu này, nó là bông. Summer squat cho đúng hơn là tiếng Anh đó, nó gọi là summer squat. Vào những cái tháng này trời ơi, có thể thấy rằng bông nó nổi lên cả đống luôn. Đó, những cái bông này nó nổi lên, nó xuất hiện lên đó, thì tất nhiên nó sẽ có tạo trái, và tùy vào cái điều kiện sống của nó. Ở đây là cái cây khoai khoai tây, tôi trồng theo cái hình thức là tôi phải thấy cái cây đó, thấy cái trái ở bên dưới cái chậu, và khi nào nó có kết quả thì mình sẽ thấy rõ ràng luôn. Tất cả mọi cái tôi đang trồng, bạn có thể nhìn view quanh đây thì mình thấy là cái khung cảnh ở đây rất là đẹp. Tôi làm cái dàn để cho nó chạy lên đó. Các bạn thấy cái dàn nó từ dưới hay cái cây này, và nó sẽ chạy từ từ lên. Ở đây là giống như cái cây này thì tôi không dám nói là gì, nhưng mà nó cũng giống như là loại cái dạng bầu vậy. Nó sẽ hang và nó sẽ trèo từ đây trèo lên trên đó. Ở đây thì có mấy cái cây, tôi có loại mướp hương, mướp đắng. Và những cái mướp này á, và những cái tuổi của người 50 đến 60 người ta nên ăn, thì cái mướp nó cũng có thể, bây giờ bạn thấy cái trái mướp nó ra nhỏ xíu xíu rồi này. You see here. Nó ra tạo bông thì tất nhiên nó sẽ được trái. Nó sẽ leo lên. Cái thân của nó bự to gì. Có những khi bạn có thể thiếu cà chua, bạn có thể cắt cái nhánh này này. Đó. Và bạn có thể dùng cái kéo cắt cái nhánh này, nó sẽ tạo ra một cây cà chua con khác. Trước video kia tôi cũng đã chỉ. Đây nó gọi là cái nhánh, cái quay á, nhưng mà nó có thể mình cắt cái này mình đã tạo ra một cây cà chua. Thường thường mấy cái nhánh mà nó tỉa ra như vậy, thấy không? Đó. Thì đó là một cây cà chua, từ đây nó kéo lên. Từ đây nó kéo lên, đây là một cây cà chua thứ hai. Khi mà nó ra to mình cắt, mình bỏ dưới nước rồi trồng rất là tốt. Ở đây tôi có tất cả, nó gọi là summer squash, hoặc là cây Việt Nam nó gọi là cây bí. Nó cũng ở trong cái dạng bình, you know, nó chưa có gọi là phát triển lắm. Khi mà nó phát triển thì bạn thấy nó chiếm hết cái phần đất của mình. Đây là mấy cái rau dề này không có trồng, nhưng mà nó xít nó xuống nó ra hàng hà sa số. Đây là cái cây mướp, hoặc đây là mướp, mà đây là mướp đắng đó, còn mướp hương gì đó. Còn đây là giống như cái cây tiếng Mỹ nó gọi là butterground, cây bầu. Cây bầu đó bạn, bầu tôi cũng có mở đây. Đây cũng là cây bầu hoặc là bí gì đó, tôi không có nhớ rõ ràng, nhưng mà nó đại khái là cái lá nó lên như vậy là nó dày. Sai đó bạn thấy tôi có mấy cái cây dưa leo năm nay nó lên chậm quá, không biết tại sao, tùy vào cái thời tiết. Đây là cái nhóm cái cây gọi là xả, tôi có hai bụi, mỗi bụi tôi bỏ khoảng 10 cây, 5 cây. Thì hàng năm á, những cái cây này nó sẽ tiếp tục nó lên cho mình, và rất là good. Năm nay cái xà lách mình nhìn thấy nó rất là chậm, tôi không biết tại sao, tại vì nó lạnh hay là cái gì đó, hay là thời tiết. Nhưng mà tôi vẫn, tôi đã ăn vài ba đợt rồi. Và đây là cái đậu thơm, mình nhìn thấy đậu thơm ấy, nó mọc loạn sừng màu cháu cháu. What the hell, mình không muốn giết nó thì mình để nó. Ở đây cũng có một cái số cây, nó gọi là gì, rau nhíp cá. Okay. Rồi bạn thấy đó là những cái sân đằng trước nhà tôi, sau nhà tôi nó còn có một cái vườn thiệt là xa đó chỗ nữa, mà trong đó nó không có bị mấy cái con đi nó phá. Ở đây bạn thấy tại sao tôi phải rào, vì ở đây đia nó nhiều lắm, và những cái con vật khác tới nó bao giờ trong cái
nó tới nó phá hoại được cây của nó. Đây là những cây rau thơm. Okay. Bây giờ em focus cái cây rau thơm của anh. Oh my god, nó really really good. Really strong. And also mình có tía tô. Trong cái tía tô rồi nó có tía màu xanh xanh này nè. Đây. Mà thấy bây giờ mấy cái này cây cải nó lớn cong ngồng rồi. Mình không cần phải nhổ nó. Sang tới tháng 7 thì thời tiết nó thay đổi thì nó sẽ tạo ra những cái cây khác. Cái vườn cuối bạn đi. Ấy, cái vườn rồi ngoài ra những mọi thứ tôi phải làm, nó cũng mệt lắm. Nhưng mà ok. Cỏ cây này kia ở đây thì nó rất là xanh tươi. Ok. Đây là những cái tượng ông già. Ông già nó em tôi làm lâu lắm rồi, chưa có thời giờ tôi sơ nó. Ok. Mọi cái nó cũng có kết quả. Một tháng đến hai tháng nữa là mình có quyền mình nhổ. Mình hái trái cây mình ăn. Đây bạn thấy không? Tôi cả đống cải ngọt này. Nhưng mà tôi không có nhiều thời giờ. Cho nên nó được cái gì đó việc tôi được. Sofa video tôi không muốn lấy nhiều thời giờ của các bạn. Nhưng mà rất là cảm ơn coi cái video của chúng tôi. Và sau đó cảm ơn em tên gì? Ngọc. Ngọc, cảm ơn Ngọc. Ngọc cũng có cái YouTube channel nhưng mà đại khái cái nó làm nhiều cái cũng hay lắm. Mỗi ai nói sự thật ra ai cũng có cái sự bận rộn của cái media là cái những cái này cái kia, người thì có Facebook, người thì có vân vân, Twitter, người có blogger để người ta coi. Nhưng mà nếu các bạn thích cái video của tôi thì các bạn có quyền đăng ký cho tôi. Ok, cảm ơn đăng ký và chia sẻ cho mọi người bạn bè. Tôi hy vọng rằng